Tôi chào tất thể các bạn nhé. Và chào, tôi chào tất thể các bạn đồng nghiệp nhé. Hôm nay là tôi cũng nhậu cũng lớn đây. Thì bây giờ tôi xuống đổ cho tất thể các bạn xem nhé. Đấy, hôm nay là nắng 39-40 độ. Không biết tôi có đi không? Tôi quay đủ quay được. Lươn chắc này cũng nhỏ. Tôi quay các bạn xem. Đàn khác mọi người là làm nó hơi dây một tí nhé, bởi vì đấy đánh càng ngày càng mượt này. Đánh rất mượt nhé. Hôm qua cái anh tên là gì nhỉ, tên là gì đặt hòm nhỉ? Chào bạn Châu Thanh Hoa nhé, ở Đắk Lông nhé. Qua bạn đặt túi là 40 cái hòm 48, mấy 4 cái hòm là 90 nhé. Thì tối qua tôi đặt xong luôn. Đó thì nữa tôi nên tôi quay cho bạn xem nhé. Có gì đẹp hay xấu thì các bạn cứ góp ý phần mô tả bên dưới video nhé. Bởi vì hôm nay nó cũng nắng quá, không biết tôi có đi không. Này nó thổi vào. Bởi vì tôi góp ý với các bạn là bạn nào lấy hòm của tôi hoặc lấy hòm của người khác nhé. Thì các bạn lấy về các bạn cách ngâm hòm nhé, thì ngâm qua một đường rồi. Các bạn lấy một cái số bùn, rồi các bạn đặt hòm lên qua số đó, các bạn ngâm là chỉ qua một đường thôi, là đánh nó ok. Đây này, nương. Các bạn mới vào nghề thì cứ vào còn chi thì tôi tư vấn nhé. Rồi hòm tôi đàn thì các bạn khỏi chế luôn, rất đẹp nhé. Bởi vì tôi gửi lắm đơn hàng quá, nhiều bạn tôi còn quên mà. Thế bạn điện lại thì tôi mới nhớ ra chứ. Đấy, lườn lại các bạn. Nắng nó đánh thế nào là ok cho các bạn. Cảm ơn các bạn.
quay cho các bác xem. Rồi các bạn nướng này nhá. Tàn ra này. Đấy, nướng này. Đấy, con phân hòm thì tôi đàn hòm 60 thì đây à 90 thì tôi nói cho bác xem. Đấy, lươn đấy các bạn, lươn này. Đấy nhé, hôm qua bạn biết đặt tôi nó hòm 90 này. Đấy, tôi tối qua thì tôi đàn đủ cho bạn rồi nhé. Đây hòm 90 này. Đấy, em đúc vào túi đi. Đấy nhé. Đấy. Rất đẹp. Đấy, con hòm 60 này các bạn. Hòm 60 nhé. Đấy là hòm 18. Đấy là em bé út này. Nhỏ xinh xắn. Đấy, tôi thử cái ống 60 này các bạn. Ống 60 nhé. Đấy, rất vừa, rất tròn nhé, tôi đàn rất tròn chứ không có gọi là bị méo bị mủng gì cả. Để tôi thử cái hòm 90 cho bạn xem nhé. Đây, hòm 90 này bạn. Đấy, rất đẹp. Cái nào như cái nào, bởi vì các bạn mới mua hòm vừa tối thì ống thì nó có mấy loại ống, ống dây, ống mỏng nhé. Thì các bạn là nếu mất kích quá, các bạn về hừ cái đầu nhựa là ok. Đấy, hôm qua bác điện đặt tôi cái thì tôi đàn xong luôn. Nha. Các bạn vào kênh đánh nền chuyên nghiệp thì vào nhớ đăng ký và bấm chuông ủng hộ tôi nhé. Thì để tôi kiếm sống với tôi quay cho toàn thể các bạn xem. Đấy, hàng đời, hàng tôi mùa tôi một mình tôi đàn thì cũng hơi lâu. Các bạn nào đặt hàng trước thì cứ phần mô tả thì chèo xong đặt tôi đàn tôi xuất nhé. Đấy, bây giờ là vợ tôi tí nữa, vợ tôi đóng hàng, vợ tôi chuyển vào cho bạn nhé. Rồi các bạn, nướng này, nướng hôm nay đây nhé. Nướng này nhé. Đấy, nướng đấy các bạn. Tôi chào các bạn nhé.